quay gì đấy, tắt đi ngay. Chào mọi người, mình là Nguyễn Việt Thái. Mọi người có thể đã biết đến mình dưới tư cách là thí sinh giành chiến thắng tại quý 2 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Hiện tại mình đang là học sinh lớp 12B1 trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại thời điểm các bạn đang theo dõi video này, mình đã hoàn thành chặng đường của mình tại đường lên đỉnh Olympia qua trận chung kết diễn ra vào ngày 14 tháng 11. Như tiêu đề của video đã nói, mình thực hiện video này để mang đến cho các bạn, những người xem của mình, một trải nghiệm mới từ một góc nhìn rất mới mà theo mình biết là chưa có ai từng làm trước đây. Đó là quá trình chuẩn bị cho trận chung kết của đường lên đỉnh Olympia dưới góc nhìn của một thí sinh. Qua video này, mình cũng muốn truyền tải nhiều thông điệp về hành trình đường lên đỉnh Olympia của mình, những khía cạnh khác trong cuộc sống đã ảnh hưởng đến mình và khiến mình trưởng thành hơn, những lời cảm ơn đến những người đặc biệt và những lời khuyên cho những bạn lứa sau tham dự đường lên đỉnh Olympia. Mình sẽ nói về chúng trong suốt phần sau của video này. Còn giờ, hãy cùng mình bắt đầu nhé. Hôm nay là thứ tư, 27 tháng 10 và buổi chiều mình không có lịch học, nên là như mọi khi thì mình sẽ dành quỹ thời gian của mình để trau chuốt lại một số thứ và làm một số điều mình thích. Với các bạn là mình sẽ dành thời gian ra để chép đề hoặc là làm một chút câu hỏi cho những cái game show mà mình đang thực hiện. Hoặc nếu không thì đơn giản là mình sẽ lên YouTube hoặc là VTV giải trí để xem lại một số trận thi đấu cũ của đường lên đỉnh Olympia. Và bên này thì là bộ đề và những thứ tôi dùng để ôn thi. Ở đây thì mọi người có thể thấy là khá là nhiều. Ví dụ như quyển sổ này của mình, hầu hết là mình đã chép tay, hiện tại là nó có khoảng gần 800 câu hỏi. Quyển sổ tay này của mình thì dùng để ghi chép lại một số thứ, những cái kiến thức quan trọng mà mình thu nhận được trong sách giáo khoa. Mình cũng có quyển này nữa. Quyển này thì mình được chị Nguyễn Thị Thu Hằng, nếu như các bạn còn nhớ, là quán quân năm ngoái, gợi ý mình có mua. Mình cũng có những quyển sách đố vui bằng tiếng Anh. Và đây, mình đã chép tay lại đề thi của các trận thi quý gần nhất, và có đi kèm với đáp án và hình ảnh minh họa để mình có thể nắm bắt được cái cách ra đề và mình nắm bắt được lại với cái flow của chương trình. Mình có thể dự đoán một chút về cách hỏi của nó và làm quen với độ khó của câu hỏi. Ngoài ra thì ở đây mình cũng có được những cái bộ câu hỏi mình thu nhập được khá là hay từ các cái giải đấu Olympia cấp trường khác. Nếu như các bạn đã biết thì mình cũng có một dự án là Nguyễn Việt Thái Olympia Training NVTOT. Mình cũng đã làm rất nhiều bộ câu hỏi để chuẩn bị cho chương trình này. Mỗi bộ câu hỏi thì mình sẽ làm giống như là form của chương trình đường lên đỉnh Olympia luôn. Và mình cũng đã sử dụng bộ đề này để dẫn các chương trình trực tiếp hoặc là trực tuyến khá là nhiều lần. Và từ bộ đề 8, đề 9 thì ở đây mình đã có đến 8, đề 9, đề 10, đề 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, và 33. Mình có tất cả 33 đề. Mình có thể làm một phép tính đo nhỏ một chút. Như vậy mình đã có khoảng 4.125 câu hỏi. Khoảng thôi, bởi vì cũng có những cái thêm cái bớt mà mình cũng chưa thể kiểm soát được. Qua cái việc làm đề cho NVTOT này thì mình cũng đã thu nhận được cho mình rất nhiều kiến thức. Bởi vì khi mà mình làm một bộ đề như thế này thì không chỉ là mình làm quen được với cách ra đề, mà mình sẽ phải diễn đạt câu hỏi như thế nào cho nó chuẩn, cho nó rõ ý. Và mình còn phải đi tìm cái mình hay gọi là cái proof ấy, cái source, để mình chứng minh được là cái nguồn của câu hỏi là đúng. Ví dụ như là sách giáo khoa hay là từ một trang mạng uy tín nào đó chẳng hạn. Nó cũng đã rèn được cho mình những kỹ năng đó, những cái kỹ năng mà thì mình hoàn toàn có thể áp dụng vào cũng rất là nhiều thứ khác. Đối với một chương trình đố vui có tuổi đời dài như đường lên đỉnh Olympia thì chuẩn bị cho nó cần phải có rất nhiều kinh nghiệm. Và mình cũng đã rất may mắn vì đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Mình đã tham gia vào cộng đồng từ năm lớp 6. Mình đã tham gia luyện tập cho chương trình trên các nền tảng trực tuyến. Mình cũng đã làm quen được nhiều người bạn mới.
mình cũng đã học hỏi thêm được rất nhiều kiến thức mới và kinh nghiệm cho bản thân mình. Ngoài những cái việc chuẩn bị kiến thức qua việc sưu tầm và soạn ra những cái câu hỏi, thì mình nghĩ một điều nữa mà các bạn ôn luyện Olympia cũng cần ghi nhớ, đó là ôn luyện kiến thức thì không ở đâu quan trọng và đầy đủ bằng chính sách giáo khoa của chúng ta cả. Mình cũng đã ôn luyện rất là kỹ sách giáo khoa vì mình cũng đặt ra định hướng đi thi Olympia từ khá là sớm, nên là mình cũng đã tập trung vào việc học khá là kỹ các cái phần lý thuyết từ sách lớp 3, lớp 4. Các cuộc thi tuần, tháng, quý và thậm chí là chung kết năm của đợt đỉnh Olympia hoàn toàn có thể hỏi những cái câu hỏi vào bất kỳ vùng kiến thức nào mà các bạn đã được học trong chương trình phổ thông. Vì thế nên là việc ôn luyện này nó cũng là một yếu tố khá là quan trọng. Khi mình tham dự chung kết đợt đỉnh Olympia năm thứ 21 thì nó rơi vào khoảng mình học lớp 12, nên là mình cũng đã phải chạy trước kiến thức khá là nhiều. Dù sao thì nó cũng là một cái cách để bổ sung kiến thức cho mình trước khi mình tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022 luôn. Và mình nghĩ đó cũng là một cách ôn luyện khá là hiệu quả. Ngoài việc ôn sách cơ bản ra thì việc ôn sách nâng cao cũng là một yếu tố quan trọng. Có thể mình sẽ không cần đến tất cả những kiến thức trong sách nâng cao, nhưng mà có những kiến thức mà trong sách cơ bản họ không đề cập đến, và đó cũng đã mang lại cho mình rất là nhiều kiến thức. Ngoài ra thì cũng có một câu nói này mà mình tin là các bạn đều biết, đó là thắng bại là tại kỹ năng. Và tất nhiên rồi, mình không thể chỉ thắng một cuộc chơi như đường lên đỉnh Olympia mà chỉ ở kiến thức không được, còn rất là nhiều kỹ năng khác. Ví dụ như là ở khởi động thì mình cũng đã phải rèn cái kỹ năng phản xạ câu hỏi và quen nhịp 60 giây này. Ví dụ như là 60 giây thì mình sẽ phải làm quen là 1, 2, 3, 4, 5. Và thậm chí là mình đã bật lại cái nhạc 60 giây để làm quen với khoảng thời gian 1 phút cho mình. Nó cũng giống như là cách người vận động viên quyền Anh phải làm quen với khoảng thời gian 3 phút để phân phối lực đánh vậy. Ở phần thi vượt chướng ngại vật và phần thi tăng tốc thì gõ máy là một yếu tố khá là quan trọng. Và như vậy thì mình cũng đã luyện gõ khá là nhiều. Mình cũng đã lên Google tham khảo những cái trang luyện gõ, và mình cũng đã thu nhập thêm một vài tip khá là quan trọng. Đúng, có rất nhiều tài liệu để cho bạn ôn luyện cho chương trình đường lên đỉnh Olympia, nhưng không có tài liệu nào là chuẩn nhất để ôn luyện cho chương trình. Cách luyện tốt nhất là bạn phải tự tìm hiểu và thu nạp. Và để có được điều đó thì bạn phải có một niềm đam mê nhất định với chương trình thôi. Trong khoảng thời gian mà mình chuẩn bị cho trận chung kết thì mình cũng đang phải song song với việc học trực tuyến, và như vậy nó cũng lấy đi khá là nhiều thời gian của mình. Mình đã phải nghỉ vài buổi để có những chuyến thực tế ở ngoài trời. Và mình cũng đã có nhiều cơ hội để được đi thăm và học hỏi nhiều nơi khác. Ví dụ như ngay bây giờ thì mình đang có mặt ở Bảo tàng lịch sử quốc gia. Ở đây thì có trưng bày rất là nhiều thứ mà mình cũng không quen mang theo giấy và bút để tiện cho việc đi trước. Nhưng mà thời tiết là vừa rồi, hôm nay thời tiết là không được ổn định lắm. Trời đã mưa rồi mà nó hơi ướt một chút, nhưng không sao cả, mình vẫn thu nhận được nhiều kiến thức. Một cái điều mà mình khá là thích ở việc học trực tuyến đó là kể cả mình có nhỡ phải nghỉ Tết đi nữa thì mình vẫn hoàn toàn có thể thu nạp lại những kiến thức đó, bởi vì đã có những record, những buổi ghi hình, những video ghi lại bài giảng, và mình chỉ việc về nhà và xem thôi. Không biết các bạn như thế nào, nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì mình rất hay xem ở tốc độ nhân đôi, nhanh gấp đôi, bởi vì như thế nó sẽ tiết kiệm được gấp đôi thời gian và nó cũng luyện được cho mình cách nghe nhanh nữa. Mình không khuyên các bạn luyện tập xem video ở tốc độ nhân đôi này, nhưng mà các bạn có thể tập dần để làm quen với cái việc đọc và nghe ở tốc độ cao. Mình mong rằng mình cũng có thể truyền tải được cái phương pháp học hiệu quả này cho mọi người. Vậy. Phía sau màn hình máy tính của mình là một bức tường mà ở đó mình đã dán lên những lời nhắn gửi, những lời chúc. Và mình rất yêu thích bức tường này. Mình cũng rất tự hào về chúng nữa, bởi vì nó đã gắn liền với rất là nhiều những cái kỷ niệm của mình. Chiếc logo này chẳng hạn. Chiếc logo đường lên đỉnh Olympia này mình đã vẽ từ năm lớp 5 và nó vẫn ở đó đến tận bây giờ. Tấm ảnh này là trận chung kết đường lên đỉnh Olympia thứ 18 và mình đã cắt từ một tấm hình của VTV, tất nhiên là sau khi nó đã được sử dụng. Những cái lời chúc, những lời nhắn gửi rất là đầy tình yêu thương với tất cả mọi người. Nếu như các bạn theo dõi mình qua cuộc thi tuần tháng quý thì các bạn có thể để ý là mình cũng có những đồ vật may mắn ở bên mình. Không biết là các bạn có để ý không nhỉ? Trong cả 4 cuộc thì mình đều để lên bàn thi lá cờ Thụy Điển. Trong cuộc chung kết thì đó là lá cờ của Estonia nữa. Và lá cờ Thụy Điển nó có ý nghĩa gì? Nó là quốc gia đại diện của mình trong tập thể The Nations of 21, cộng đồng của các bạn thí sinh tham dự Olympia năm thứ 21. Lá cờ Estonia này là của một bạn khác đại diện,
và người bạn đó có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình. Mình sẽ nhắc đến ở phần sau của video này. Ngoài ra thì trong 3 cuộc tuần tháng quý thì mình cũng có mang theo bông xoay vọng màu tím với đèn led rất là đẹp. Và các bạn có thể thấy nó nhấp nháy sáng ở cảnh này. Đó là một ngôi sao hy vọng được một người anh rất tốt tặng cho mình cho cuộc thi với ý nghĩa may mắn, và nó đã giúp mình vượt qua 3 cuộc thi như vậy đấy. Ngoài ra thì cũng có chú gấu xinh xinh này nữa. Chú gấu xinh xinh này thì là một món quà của bạn Estonia gửi cho mình. Trong cuộc thi tháng thì mình có để khá là nhiều đồ lên mục thi ở số 2 và nó rất là lịnh kỉnh. Nó thực sự đã rơi khá là nhiều lần trong suốt quá trình ghi hình, và vì thế mình khuyên các bạn là không nên làm vậy. Không nên mang quá nhiều đồ để lên mục thi của mình nhé. Quan trọng nhất vẫn là một tờ giấy, một cái bút và một chiếc máy tính. Đó là những gì quan trọng mà mình đã mang lên trong suốt 4 cuộc thi của mình. Rất hiệu quả. Mình nhận được cuộc gọi thần thánh vào lúc 13 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2021. Lúc đấy thì mình còn không ở nhà, mình đang đi chơi, mình đang ở ngoài đường. Và bên cạnh của mình còn có những người anh em nữa. Khi mà mình nhận được cuộc gọi từ đầu số 024 thì mình đã bắt đầu sốc. Và khi mà cuộc gọi thần thánh với chú Lưu Minh Vũ kết thúc thì mình thực sự đã nhảy cẫng lên ở đó, ngay tại ngoài đường. Có một bạn bảo vệ gần đó thậm chí còn đã hỏi mình là mày vừa trúng xổ số hả nữa. Và khi mà mình về đến nhà buổi tối hôm đó thì mình thực sự là bị sốc, bởi vì bị đổ thông báo bởi tất cả các nền tảng mạng xã hội mà mình có luôn, và tất cả mọi người đều chúc mình. Và mình còn chưa kịp khoe cho ai thì trên trang của Đường Lên Đỉnh Olympia đã có bài viết về mình rồi, và mình kiểu what. Cuộc ghi hình của mình lẽ ra được diễn ra với khán giả, nhưng thật không may mắn cho mình bởi vì chỉ vài ngày trước đó thì Hà Nội phát dịch, nên là mình ghi hình trận đấu không có khán giả. Và thế là buổi sáng thứ 3 tháng 2 đến, mình đến tòa nhà trung tâm truyền hình Việt Nam để làm thủ tục và chuẩn bị ghi hình. Mình đã gặp các bạn chơi và không, thật trớ trêu, mình sẽ phải đấu cùng với Tô Hoàng Nhật. Mình và Hoàng Nhật đã chơi với nhau cũng từ khá lâu rồi, từ lớp 7 trong các cộng đồng Olympia. Thực sự để đấu cùng với người quen của mình thì nó không phải là một điều gì dễ dàng. Mình, Linh Trang, Hoàng Nhật và Phương Linh đã có những giờ phút rất là vui vẻ trước trận đấu. Và không, chết tấm ảnh đi, không. Bục số 1 này, lần đầu tiên mình nhận được một cuộc thi đấu ở Đường Lên Đỉnh Olympia. Nó thực sự là một cảm giác rất khác. Nó là của mình rồi và mình thực sự chỉ có thể nói là mình rất vui. Và buổi ghi hình diễn ra như thường lệ. Chỉ hơi khác một chút là đây là lần đầu tiên mà mình có ở trong một trường quay không hề có khán giả, chỉ có các vị phụ huynh và người đi cùng của các bạn học sinh thôi. Và chắc là các bạn vẫn còn nhớ khoảnh khắc này. Minh Trang đưa ra rất nhiều phương án nhưng không có câu trả lời nào đúng cả. Và tôi đang nghe được những tiếng đánh máy, bấm máy tính rất mạnh. Xin mời 3 người còn lại. Người đã giành được quyền bấm chuông không phải là Hoàng Nhật, cũng không phải Việt Thái, mà là Phương Linh. Các bạn có thể đã thấy màn hình của mình nháy sáng, nhưng mà sự thật đau đớn đằng sau điều đó là không phải mình bấm chuông chạm đâu, mà là các bạn có thể hiểu màn hình của máy tính thí sinh với màn hình điểm, nó được kết nối vào chung một máy tính. Vì thế khi mình dê con chuột sang phải thì con chuột nó sẽ không ở màn hình trả lời nữa, mà nó sẽ bay sang màn hình điểm. Và đó là những gì đã xảy ra. Mình đã dê con chuột sang màn hình điểm và mình đã click vào màn hình điểm thay vì nút giành quyền trả lời. Và boom, mình đã tự hiến dâng cơ hội của mình cho Phương Linh và Hoàng Nhật như thế đấy. Thực ra thì mình cũng đã nghe rất là nhiều người nói những cái điều như kiểu là mấy cái thí sinh Olympia này thì chúng nó không biết giải trí đâu, chúng nó chỉ cắm đầu vào học thôi, chúng nó không biết xem rap Việt là gì đâu, chúng nó không biết xem meme là gì đâu. Cho đến một ngày mình gặp câu hỏi này. Ai đọc quán quân chương trình rap Việt? Ui xôi ôi, tưởng thế nào? Mình sẽ khẳng định luôn với các bạn là đúng, mình không xem rap Việt, nhưng mình có xem meme. Và một ngày nọ khi mình đang lướt Facebook thì mình bắt gặp cái meme này. Và quán quân rap Việt 2020 là Chuột. Yeah, và cái kết là Chuột 2020. Đúng. Một chút thông tin nho nhỏ cho các bạn này. Những hình ảnh này được trích xuất từ cuộc thi tuần của mình vào ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2 năm 2022, là cho một năm mình ghi hình cuộc thi tuần. Yay. Và các bạn thấy đấy, đâu phải chỉ có học thì mới ghi được điểm ở Olympia đúng không? Hãy xem meme nhiều lên. Không, chết tấm ảnh đi, không. Về nhì với 280 điểm nhưng mình vẫn rất tự tin và chuẩn bị dần cho cuộc thi tháng và cuộc thi quý. Cũng không phải là bởi vì mình tự tin rằng mình sẽ lọt vào cuộc thi quý, mà là nhỡ đâu mình lọt vào cuộc thi quý thì mình cũng sẽ không bị chuẩn bị quá gấp, phải không? Và rồi ngày thi tháng cũng đến, mình cũng đã gặp Quang Huy, Hoàng Nhật, Duy Quân một lần nữa và cũng rất là vui vẻ. Bọn mình đã thực sự chơi rất là vui ở trên đấy. Và có thể các bạn vẫn còn nhớ hình ảnh mà mình
ăn mừng rất là sung này ở phần thi tăng tốc. Mình không có lý do gì để biện minh cả, nhưng các bạn thử tưởng tượng nhé, với một trường quay không có khán giả, không có sự cổ vũ của ai, mà chỉ có chính chúng mình tự động viên nhau trên sân khấu, thì mình nghĩ ăn mừng là một cách để chúc mừng bản thân mình thôi, và cũng là để công nhận rằng mình đã làm được và các bạn chơi cũng đã làm được. Ngày 23 tháng 2 diễn ra cuộc tháng, và ngày 24 tháng 2 ngày sau đó thôi thì mình đã đến với cuộc thi quý rất là nhanh. Buổi sáng hôm đó mình gặp Tấn Khải, Duy Quân và Nguyễn Nghĩa một lần nữa để làm thủ tục cho chương trình, và cũng là thủ tục cho cuộc thi tuần 1 tháng 1 quý 3 diễn ra ngay sau đó. Và mình đã gặp bạn hot face này, nếu như các bạn còn nhớ, Nguyễn Thị Thu Hương, bạn nữ giành vòng nguyệt quế đầu tiên của Olympia năm 21. Dù buổi chiều hôm đó là buổi ghi hình cuộc thi quý, nhưng buổi sáng hôm đó mình đã ở lại trường quay để theo dõi cuộc thi vào buổi sáng cùng với Duy Quân. Với tính chất là một trong năm cuộc thi quan trọng nhất của Olympia mỗi năm, thì chú Lưu Minh Vũ cho phép mình được mang theo một vài người bạn, người thân của mình vào trường quay, với điều kiện là phải đảm bảo được an toàn phòng chống dịch. Đó là trận thi đấu đầu tiên chính thức mình có một vài cổ động viên nhiều hơn là người thân trong gia đình. Những người bạn, người đồng đội của mình ở chuyên ngoại ngữ cũng đã đến. Thực sự đã có một cú chơi rất bùng nổ. Tấn Khải, Duy Quân và Nguyễn Nghĩa đều là những người rất thân thiện, rất là hiền. Thực ra cuối trận chúng mình cũng có chia sẻ với nhau những cái bắt tay và những cái ôm nữa, nhưng mà thật tiếc là chương trình đã cắt bỏ đoạn đó. Mình vẫn nhớ là cuối trận thì Tấn Khải có đưa lại bó hoa của bạn ấy tặng cho mình với ý nghĩa chúc may mắn, nhưng mà thực sự mình không dám nhận, bởi vì bó hoa đó là bó hoa của thành quả và công sức của bạn ấy mà, làm sao mình có thể làm được chứ. Dù sao mình cũng một lần nữa chúc mừng tất cả các bạn, cảm ơn các bạn vì đã chơi cùng mình và đã cùng mình tạo ra những trận đấu kịch tính như vậy. Và như vậy mình đã nhất quý, mình đã có cầu truyền hình với cho trường trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ. Trên mắt mình bây giờ sẽ là trận chung kết năm của đội đỉnh Olympia năm thứ 21. Có những điều gì đang chờ đợi mình nhỉ? Hoàng Khánh, Hải An và Duy Anh đã sẵn sàng ra sao? Hãy cùng mình đón chờ phần 2 của series bom tấn này. Ê An, nhìn vào đây. Mày muốn nhắn nhủ gì với cổ động viên không? Mày muốn nhắn nhủ gì với cổ động viên và YouTube không? Duy Anh thì sao? Thái Việt sắp hô táo vậy nhá. Tiếng Anh mày nghe được đúng không? Việt sắp hô táo nhá. Ok ok. Hay đấy. Vâng thưa ngài.